Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục tin tức mỗi ngày. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Đừng quên like và chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Hà Nội giãn cách xã hội lần 3 liên tiếp nhưng vẫn có 700 người vi phạm, phạt hơn 1 tỷ đồng. Tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn Hà Nội những ngày qua, lực lượng chức năng liên tục phát hiện người trốn trong xe tải, cốp xe ô tô với ý định thông chốt nhưng bất thành. Công an thành phố Hà Nội vừa cho biết, tại 6 tổ công tác liên ngành về tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm, triệt để các hành vi vi phạm về phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các vi phạm pháp luật khác đã kiểm soát 1.824 trường hợp, trong đó phát hiện xử lý vi phạm hành chính 27 trường hợp, 13 trường hợp ra đường không có lý do chính đáng, 14 trường hợp không có giấy phép đi đường với số tiền hơn 54 triệu đồng. Từ 11 giờ ngày 22 tháng 8 đến 11 giờ ngày 23 tháng 8, lực lượng chức năng trên địa bàn thành phố xử phạt 713 trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch với số tiền gần 1,1 tỷ đồng. Trong đó, 48 người bị xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 61 triệu đồng. Một cơ sở không chấp hành việc tạm dừng hoạt động kinh doanh bị xử phạt 33 triệu đồng. 664 người bị xử phạt hơn 1 tỷ đồng do các vi phạm khác liên quan đến phòng chống dịch COVID-19. Đáng chú ý, khoảng 9 giờ ngày 22 tháng 8, hai người đàn ông là BNL, sinh năm 1982 và NDT, sinh năm 1981, cùng trú tại xã Ngũ Hiệp, Thanh Trì, đi xe máy qua chốt kiểm soát đường Tứ Hiệp nên lực lượng chức năng dừng xe kiểm tra. Tuy nhiên, hai người đàn ông trên không xuất trình được giấy đi đường nên tổ công tác đã lập biên bản xử lý vi phạm. Trong lúc tổ công tác đang thực thi nhiệm vụ thì đối tượng L có hành vi xúc phạm, dùng tay đẩy vào mặt một cán bộ tại chốt kiểm soát. Với hành vi trên, cơ quan công an huyện Thanh Trì đã tạm giữ đối tượng L, lập hồ sơ xử lý theo quy định. Hồi 23 giờ ngày 22 tháng 8, tại chốt kiểm soát xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, tổ công tác tiến hành kiểm tra xe ô tô mang biển kiểm soát 30G06991 do anh DVD, sinh năm 1985, trú tại Sầm Sơn, Thanh Hóa điều khiển, hướng vào thành phố và phát hiện có 15 thùng chứa các thiết bị y tế chữ nước ngoài. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ nên tổ công tác đã bàn giao cho lực lượng công an sở tại để điều tra xử lý. Ngày 23 tháng 8, cả nước có thêm 10.280 ca COVID-19 và 389 ca tử vong. Tối ngày 23 tháng 8, thêm 10.266 ca mắc COVID-19, thành phố Hồ Chí Minh vẫn nhiều nhất với 4.251 ca. Thông tin chi tiết các ca mắc COVID-19 mới. Tính từ 18 giờ ngày 22 tháng 8 đến 18 giờ 30 ngày 23 tháng 8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.280 ca nhiễm mới. Trong đó 14 ca nhập cảnh và 10.266 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh 4.251, Bình Dương 3.183, Đồng Nai 623, Tiền Giang 459, Long An 388, Bà Rịa Vũng Tàu 154, Đà Nẵng 152, Đắk Lắk 128, Khánh Hòa 125, Nghệ An 111, Đồng Tháp 100, Cần Thơ 85, An Giang 75, Bến Tre 65, Kiên Giang 57, Phú Yên 43, Hà Nội 40, Bình Thuận 36, Trà Vinh 34, Sơn La 21, Bình Định 19, Tây Ninh 17, Thừa Thiên Huế 17, Bình Phước 13, Vĩnh Long 10, Bắc Giang 9, Quảng Nam 8, Đắk Nông 7, Ninh Bình 6, Quảng Bình 6, Gia Lai 5, Bạc Liêu 5, Hà Tĩnh 4, Ninh Thuận 4, Bắc Ninh 2, Thanh Hóa 1, Hà Nam 1, Lâm Đồng 1, Cà Mau 1. Trong đó có 6.021 ca trong cộng đồng. Ngày 23 tháng 8, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Khánh Hòa đăng ký bổ sung 117 ca được lấy mẫu từ các ngày trước trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19. Như vậy, trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 942 ca, tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 58 ca, Bình Dương giảm 612 ca, Đồng Nai giảm 226 ca, Tiền Giang giảm 250 ca, Long An tăng 23 ca. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 358.456 ca nhiễm, đứng thứ 66 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 169 trên 222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đợt dịch thứ tư, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 354.355 ca, trong đó có 151.838 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Có 8 trên 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới. Quảng Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Hải Phòng, Yên Bái, Hà Giang. Có 2 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Kon Tum, Thái Bình. 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số ca mắc cao là thành phố Hồ Chí Minh 180.245, Bình Dương 73.425, Đồng Nai 18.311, Long An 18.193, Tiền Giang 7.743.
Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, 6.945 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 23 tháng 8, nâng tổng số ca COVID-19 được điều trị khỏi lên 154.612, số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU 711, số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO 26. Ngày 23 tháng 8, Tiểu ban điều trị Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 389 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh, 340, Bình Dương 34, Long An 6, Đà Nẵng 3, Đồng Nai 2, Đồng Tháp 2, Cần Thơ 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 23 tháng 8 là 8.666 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới. Trong 24 giờ qua, đã thực hiện 269.928 xét nghiệm cho 539.008 lượt người. Số lượng xét nghiệm từ 27 tháng 4 đến nay đã thực hiện 9.450.525 mẫu cho 27.763.959 lượt người. Tình hình tiêm chủng. Trong ngày 22 tháng 8, có 298.376 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 17.364.569 liều, trong đó tiêm một mũi là 15.530.221 liều, tiêm hai mũi là 1.834.348 liều. Bộ Y tế đã tiếp nhận 501.600 liều vaccine phòng COVID-19 của hãng AstraZeneca do chính phủ Ba Lan tặng Việt Nam. Ngày 22 tháng 8, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành công văn khẩn số 5.897 về hướng dẫn công tác chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân trên địa bàn phường, xã, thị trấn trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Ngày 22 tháng 8, một số quận huyện ở Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện thí điểm cho người dân tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh kháng nguyên COVID-19, test nhanh COVID-19 tại nhà. Theo kế hoạch, có khoảng 400 trạm sẽ được thành lập và hoạt động tại Thành phố Hồ Chí Minh trước ngày 24 tháng 8 giai đoạn 1 và trước ngày 27 tháng 8 giai đoạn 2, dự kiến mỗi trạm y tế lưu động quản lý và chăm sóc từ 50 đến 100 người F0. Tỉnh Long An triển khai mô hình trạm y tế lưu động tại 5 địa phương tại các huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước và thành phố Tân An. Phó Thủ tướng: thiếu trách nhiệm, không đủ năng lực thì đứng qua một bên. Ngày 23 tháng 8, đoàn công tác của chính phủ do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 dẫn đầu đã kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn quận 4, thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia đoàn công tác còn có Thượng tướng Võ Minh Lương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Dương Anh Đức. Đoàn công tác đã đến kiểm tra khu cách ly điều trị dã chiến COVID-19 Vân Đồn, thăm trạm y tế lưu động phường 4 và một số hộ dân tại các hẻm 76, 183 Tôn Thất Thuyết. Làm việc với lãnh đạo quận ủy, Ủy ban Nhân dân quận 4, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá trong ngày đầu thực hiện giãn cách, quan sát tại các chốt kiểm soát của thành phố và quận huyện, phường xã cho thấy người dân chấp hành tốt. Một số chốt có hiện tượng ùn ứ là do lực lượng chức năng kiểm tra giấy đi đường. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý, địa phương tính số lượng nhân khẩu cần căn cứ dữ liệu của công an. Theo dữ liệu của ngành công an, thì quận 4 có 207.703 nhân khẩu, chứ không phải hơn 176.000 người như báo cáo của quận 4. Chỉ cần thiếu một nhóm người nào mà không may nhóm đó rơi vào người nhiễm bệnh là không kiểm soát được, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh và lưu ý đến 17.262 hộ yếu thế cần quan tâm và khoảng 30 trường hợp lang thang, cơ nhỡ cần thu dung trên địa bàn quận 4. Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc chia sẻ, sáng nay trên đường đến quận 4, ông quan sát được ít nhất 6 trường hợp người lang thang, cơ nhỡ, tá túc nơi gầm cầu, góc phố. Đây là các trường hợp có nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Đề nghị quận 4 phải làm ngay được việc này, đưa bà con đến nơi ở chu đáo, lo từng miếng ăn giấc ngủ cho bà con, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc lưu ý. Thượng tướng Võ Minh Lương cho rằng, Thành phố Hồ Chí Minh phải chỉ đạo lực lượng công an của quận huyện và thành phố Thủ Đức trong ngày 23 tháng 8 phải tập trung toàn bộ số người lang thang cơ nhỡ trên địa bàn, sau đó đưa bà con đi xét nghiệm tầm soát, ai dương tính thì đưa đi cách ly điều trị tập trung, người có kết quả âm tính thì đưa vào doanh trại để bộ đội chăm sóc cho đến khi thành phố kiểm soát được dịch bệnh. Theo Thượng tướng Võ Minh Lương, chỉ huy trưởng của trận đánh này là lãnh đạo phường, xã phải chỉ huy chặt chẽ, phát huy được năng lực của tất cả lực lượng được tăng cường. Vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận huyện và thành phố Thủ Đức cần kiểm tra để đảm bảo phát huy tốt nhất lực lượng tăng cường, nếu không sẽ rất lãng phí. Tại một số địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường còn lúng túng trong quá trình điều hành lực lượng. Thượng tướng Võ Minh Lương lưu ý. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trong những đợt giãn cách trước, các địa phương cho rằng không đủ nhân lực để khống chế dịch. Trung ương đã tăng cường rất nhiều lực lượng cho đợt giãn cách lần này, vì vậy lãnh đạo quận 4 và 15 phường phải cam kết trong chiến dịch cuối cùng này phải khống chế bằng được dịch bệnh. Về chăm lo cho người lang thang cơ nhỡ,
Phó Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra lại toàn bộ lực lượng lang thang và dứt khoát phải đưa bà con vào nơi ăn ở ổn định tạm thời trong chiến dịch này. Dứt khoát trong hôm nay, đối tượng lang thang cơ nhỡ phải được quản lý toàn bộ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh và giao nhiệm vụ cho công an tìm kiếm và mời bà con về nơi thu dung do quân đội quản lý. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tình hình dịch bệnh tại Thành phố Hồ Chí Minh đang rất phức tạp, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng chống dịch lúc đầu rất nghiêm nhưng thời gian sau thì buông lỏng. Cá nhân, tập thể nào thiếu trách nhiệm, không đủ năng lực thì đứng qua một bên, phải kỷ luật nghiêm để dịch không dây dưa mãi.